Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, clip này tôi xin giới thiệu đến quý vị một đôi loa cây rất nổi tiếng của hãng JBL. Đó là đôi loa JBL LX90. Đây là một đôi loa được nhiều người gọi với cái tên mô tả bản chất của nó, gọi là loa cây siêu bass. Đây là dòng LX và cụ thể hơn nó là LX90. Quý vị có thể quan sát dễ dàng, nó có hai loa bass và đây là hai loa sử dụng màng carbon. Và một điều đặc biệt nữa, quý vị nhìn thấy ngay, đó là loa chung của nó cũng là màng carbon. Và đây là loa chép của nó. Tất cả bốn loa được cố định lên thân thùng nhờ những họa tiết trang trí là vành loa tạo nổ và che đậy những ốc bắt vít khi cố định vành loa vào trong thùng loa. Đây là một đôi loa cây. Quý vị có thể đứng xa một chút để chúng ta cùng tôi quan sát. Một đôi loa cây rất đẹp. Tôi chưa kịp dọn dẹp vệ sinh nó nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp nguyên bản. Một đôi loa có thân màu đen. Dòng LX90 trở kháng là 6 ohm và đây là dòng sản xuất tại Đan Mạch, quen thuộc. Lỗ thông hơi của nó rất lớn. Như vậy quý vị dễ dàng nhận ra đây là một đôi loa cây có thể tích thùng cộng hưởng rất lớn. Nó cao vào khoảng 1m2. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân mà người ta gọi nó là loa cây siêu bass, bởi vì hai bass của nó là màng carbon, thêm vào đó thể tích thùng lớn và có lỗ thông hơi lớn ở phía dưới. Như vậy ngoài việc cộng hưởng với thân thùng thì lỗ thông hơi có tác dụng là giúp quý vị set up lại để tạo ra sự cộng hưởng với chính phòng nghe của quý vị, tạo nên tiếng bass trầm ấm đầy uy lực của dòng loa cây này. Xin nhắc lại, đây là đôi loa JBL LX90 rất quen thuộc và tiếng của nó rất sạch sẽ, và đặc điểm nổi bật lên chúng ta dễ dàng nhận ra nó chính là tiếng bass. Và sau đây xin mời quý vị cùng các bạn và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để thẩm âm. Mọi nhu cầu xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Nếu quý vị đeo tai phone, quý vị sẽ thấy ngay tiếng bass đầy uy lực của nó. Nghe buồn dây dứt mãi không thôi, mòn chân ngày tháng sao không tìm, khi chiều răng mây tìm hay mưa lúc nửa đêm, có lần dừng chân giữa cơn mưa bên hàng nhân ai đứng suy tư, nhìn tay ngả lướt ra quanh trăng dù hồn đón giao thừa, nghe lòng thèm biên cúc năm xưa, chỉ nghe lời gió than vu ngoài cùng đàn xưa đã lỗi ngày ấy sang ngang. Quý vị lưu ý, đôi loa này rất dễ ghép âm ly, nó không kén âm ly. Mọi nhu cầu xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.
nào ghi nhận trong tim. Nghe buồn dây thức mãi không thôi, mòn chân ngày tháng sau không tìm. Khi chiều giăng mây im hay mưa lông nửa đêm, có lần dừng chân giữa cơn mưa, bên hải biển ai đến suy tư. Lòng thèm viên cuốn năm